Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá 31 tháng 1. Nhận định bóng đá Nhật Bản với Saudi Ả Rập 17 giờ 10 phút ngày 1 tháng 2. Thông tin này góc bóng đá cập nhật trên trang tạp chí Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trước đội đầu bảng Ả Rập Xê Út trên sân nhà là cơ hội để Nhật Bản đòi lại món nợ thua trận ở lượt đi. Đồng thời, tiến thêm một bước trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022. Thất bại trên sân Ả Rập Xê Út 0-1 ở lượt trận thứ tư đã khiến cho Nhật Bản đứng trước sức ép rất lớn về nguy cơ không thể giành vé dự World Cup 2022 bằng suất trực tiếp. Huấn luyện viên Moriyasu bị đặt vào thế đường cùng và nhận được thông điệp sẽ bị sa thải nếu như không giành được chiến thắng trong cuộc đón tiếp Australia ở lượt kế tiếp. Khi ở thế đường cùng, Nhật Bản đã thức tỉnh bằng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp để vượt mặt Australia leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Ngôi đầu bảng B vẫn còn một khoảng cách 4 điểm nhưng suất trực tiếp đến Qatar đang nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Moriyasu thừa hiểu, một cú sẩy chân vào thời điểm này có thể đánh đổi bằng cả một tham vọng khi Australia đang đeo bám quyết liệt ở phía sau với chỉ một điểm ít hơn. Cuộc tiếp đón Ả Rập Xê Út trên sân nhà là cơ hội để Nhật Bản không chỉ đòi lại món nợ thua trận ở lượt đi mà còn củng cố vị trí thứ nhì. Qua đó, hy vọng tạo được cách biệt với đối thủ phía sau khi Australia có chuyến làm khách trên sân Oman. Ả Rập Xê Út đang cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng. Đoàn quân của ông Renat Hev chỉ một lần bị cầm hòa và thắng ở 6 trận còn lại để ngự trị ở vị trí dẫn đầu với 19 điểm. Ả Rập Xê Út triển khai lối chơi phòng ngự phản công rất chắc chắn và sắc sảo. Họ chỉ để thủng lưới 3 bàn sau 7 trận và ghi được 10 bàn. Những con số đã minh chứng cho sự vững chãi và hiệu quả trong triển khai chiến thuật của ông thầy người Pháp. Dù đang trải qua phong độ rất cao với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp nhưng Nhật Bản sẽ không dễ dàng phá vỡ bức tường thành vững chắc của Saudi Ả Rập. Nên nhớ, cả 3 bàn thua của đội bóng xứ phù tang đến thời điểm này đều xuất phát từ các đối thủ dưới cơ. Trong lúc đó, những Australia, Oman hay chính Nhật Bản đều từng bất lực trước hàng phòng ngự thép của Saudi Ả Rập. Sự khác biệt được lý giải là khi đối đầu với đối thủ mạnh, họ chơi tập trung, tỉnh táo hơn nên đã vô hiệu hóa được sức mạnh trên hàng công của các đối thủ. Đây cũng là lý do để giới chuyên môn cho rằng Ả Rập Xê Út đủ sức để tiếp tục làm bất lực dàn hỏa lực của Nhật Bản. Đội hình dự kiến Nhật Bản với Saudi Ả Rập. Nhật Bản: Huchi Go-Nedea, Sugo Taniyuki, Kao Itakura, Kyoto Nanatomo, Hyuki Sakai, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Junya Ito, Ao Tanaka, Yuya Osaka. Saudi Ả Rập: Mohamed Alouwea, Sultan Abdullah Al-Ghanam, Abdulnoah Alamri, Ali Al-Bulehi, Yasser Al-SHAHRANI, Abdulnoah Al-Banki, Salem Al-Dosari, Sami Al-Nasi, Fahad Al-Mughalat, Mohamed Kano, Firat Al-Midran. Dự đoán kết quả trận này, Nhật Bản hòa Saudi Ả Rập 0-0. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!